Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật. Thì một số bạn là muốn mình làm một cái video hướng dẫn sử dụng côn nhị khúc inox, rút gọn hay còn gọi là côn inox thu gọn, thì làm sao cho ngầu nhất. Thì đây là video mà mình làm sẽ ngầu nhất nha các bạn. Không biết là sẽ ngầu như thế nào, nhưng mà trong tất cả những video thì video này mình làm theo kiểu ngầu nhất cho anh em. Mình sẽ chia sẻ về cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái côn inox thu gọn này nhé các bạn. Thì đầu tiên thì anh em làm giống như mình á cũng được, hoặc là nếu mà cái dòng này á anh em để mà muốn cho nó chắc á thì anh em sẽ để ra ngoài và sẽ giật như thế này thì nó sẽ chắc chắn nhất, là cách này là chắc chắn nhất, là để cho nó không bị thụt đi vào nha các bạn. Còn cái này nếu anh em mà giờ làm giống như mình nó không vào được, đúng không các bạn, thì anh em phải gõ vào phần mình. Bình thường thì anh em nhớ là gõ xuống đất đá hoặc là gạch, nhưng mà mình ở trong nhà cái phần này là cái gạch men này nên là mình gõ xuống nó sẽ bị bể gạch, nên là mình sẽ dùng một cái vật cứng khác để mình gõ nhé các bạn. Còn không thì anh em sẽ sử dụng bằng cách là cầm côn như vậy, là rú mạnh ra nhé các bạn. Đây này rú mạnh ra như vậy rồi chúng ta sẽ đánh nhé các bạn, đánh côn nhé các bạn. Không sao, âm thanh vẫn được, không sao, mình cài đây nhưng không sao. Ok anh em, vậy là anh em sẽ thấy được là cái mà một là rú ra, hai là sẽ giật ra để sử dụng cái côn nhị khúc này nhá. Thì đây là cái túi, cái bao nó được tặng kèm sẵn khi mà anh em mua côn nhị khúc rồi, nên là anh em yên tâm. Khi anh em nhớ là khi mà chúng ta đóng xuống là đóng vào phần hai cái đầu khớp xoay đây này, cho camera gần hơn đây này. Đây này, cái dây xích của nó là dài 18 nha, dài 18 cm, cái chiều dài của thân côn là 26, khi thu ngắn lại thì nó sẽ còn 15, khi mình thu ngắn lại như thế này thì côn sẽ còn 15 nhé các bạn. Côn có tiện vân chống trơn thì cái đầu lớn là phi 25, còn cái đầu nhỏ là phi 22 nhé các bạn. Dây xích nhờ khớp xoay linh hoạt này, khi anh em đóng là đóng vào cái phần này này, đây nó có hai cái đầu này cho anh em đóng này, đóng nó xuống là như vậy. Khi mà cần thiết thì anh em rú ra là như vậy nhé, rú ra nó sẽ dài. Đấy, một là chúng ta sẽ rú ra. Rồi, camera xa hơn một chút xíu. Thì anh em nếu mà còn thắc mắc gì nữa thì hiện nay rất nhiều bạn ở trên mạng á, là trên kênh TikTok và trên kênh YouTube á, có làm video về review cái côn khúc của Toàn. Một số những khách hàng của Toàn ở trên mạng rất chi là nhiều, người ta mua rất chi là nhiều rồi. Người ta đã review là người ta mua về đang còn nguyên hộp, rồi bắt đầu người ta mở ra, người ta tập côn, người ta review cho Toàn. Toàn cũng không có kêu người ta review, nhưng mà nói thật luôn á, Toàn không kêu ai review hết, nhưng mà người ta nhận được hàng, người ta muốn test hàng, người ta muốn kiểm tra hàng, nên là người ta làm video luôn, rồi người ta đánh giá ở trên mạng rất chi là nhiều. Thì cái giá của cái côn như khúc này thì nó bên mình cũng đang có cái khuyến mại, đó là bao ship cho anh em, đó là 400 ngàn là bao ship. Đợt trước có một đợt nữa nha, mấy tháng trước có một đợt khuyến mại lớn đó, đó là 350.000 bao ship, nhưng mà đợt này thì là 400.000 bao ship. Thì anh em biết đấy, mỗi đợt thì sẽ có một cái giá khuyến mại khác nhau, thì đợt này là 400.000 bao ship toàn quốc cho anh em nhé, tặng thêm túi cho anh em nữa. Cái dòng này thì bên mình có bảo hành là 12 tháng nha các bạn, bảo hành 12 tháng đổi mới cho. Có người, có một bạn vừa rồi mình phải bảo hành, tức là khoảng tầm 100 cây sẽ có một cây là sẽ bị lỗi, là sẽ bị tuột ra, là mình sẽ bảo hành. Và có bạn đó là sử dụng là gần một năm rồi mà mình vẫn phải bảo hành cho bạn. Không sao hết, đúng 12 tháng, hết 12 tháng thì mình sẽ vẫn còn trong 12 tháng mình sẽ bảo hành mới cho tất cả, đổi mới luôn nha, đổi mới cho các bạn luôn chứ không sửa lại. Không sửa lại thì các bạn xem ở trên mạng xem có ai bảo hành cái dòng này không. Thường thường thì cái dòng này cứ kéo ra kéo vào nhiều lần thì nó sẽ bị nặng quá, giống như kiểu nó mòn là nó sẽ tuột. Nên là mình khuyên anh em là khi mà cái độ kéo ra kéo vào của anh em, ví dụ như anh em mà cần thiết lắm thì anh em mới kéo ra kéo vào nhiều lần, còn không là chúng ta hạn chế kéo ra kéo vào nhiều lần để tránh cái sự hao mòn của cái côn, để côn nó sử dụng được khoảng tầm lâu năm. Có người người ta vẫn sử dụng được chục năm, 10 năm, 20 năm
Cái cồn rút gọn này mình nghĩ là tầm xài trong 3 4 năm là cái chuyện bình thường mà kéo ra kéo vào, nhưng mà cũng có một cây hoặc là 100 cây thì có cho một cây, chứ mà rút ra nhiều lần thì nó cũng có thể là bị tuột nha các bạn, chứ không thể nào là 100% được. Nên là không có cái gì mà hoàn hảo đến 100% hết. Nên là cái cây này là mình vẫn phải bảo hành cho khách hàng là như vậy. Mà côn nào thì mình cũng sẽ bảo hành nha các bạn. Thì anh em có thể mang theo người bỏ vào túi quần. Nha các bạn, bỏ vào túi quần. Sau đó anh em có xe máy đi đâu thì bỏ vào cốp xe, hoặc đây nó có cái chỗ mà đai vào quần thắt lưng cho anh em nhé. Nó rất chỉ là tiện, giống như video mình nói là chỉ cần là kéo ra là mình rú ra là nó dài. Bắt đầu là mình đánh được côn đi khúc rồi nhé các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình nhé các bạn.